Thì chào anh em, thì hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em những cái dụng cụ chơi bài la bịp. Đấy, đầu tiên là cái ví đổi bài này. Đấy, ví sách tay mới nhất bây giờ này, kính áp tròng này, kính Mỹ. Đấy, kính Hàn Quốc, ví đổi bài. Đấy, máy đánh bài. Đấy, kính Mỹ này. Đấy, kính này là kính 2020 này, mới nhất bây giờ. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mở đại lý này, đấy, thì anh em cứ gọi trực tiếp vào số này, chúng tôi cung cấp cho anh em xỉ lẻ trên toàn quốc. Đấy, với anh em nước ngoài mà muốn mở đại lý dụng cụ cờ bạc bịp, anh em cứ gọi vào 0948 03 7979 thì chúng tôi cung cấp tất cả những dụng cụ bài đá bịp, sóc đĩa bịp, đấy, tất cả luôn cho anh em. Đấy, thì anh em nào chưa chơi qua kính nhá, đấy, chưa chơi qua kính áp tròng thì anh em vào kênh, chúng tôi có cái video hướng dẫn cho anh em cách đeo kính, cách sử dụng kính áp tròng. Thì anh em đánh cái kính áp tròng này, anh em chỉ cần là đeo vào mắt thì anh em sẽ nhìn xuyên bài, anh em sẽ nhìn rõ bài đối thủ nhá. Những cái mẫu bài kính này anh em này, đấy, bài kim cương đỏ, bài xanh 2K, anh em yêu cầu làm mẫu nào anh em hay chơi thì anh em cứ alo, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Đấy, thì anh em nào chưa sử dụng qua kính thì anh em qua kênh thì chúng tôi có cái video hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng và cách đeo kính áp tròng anh em nhé. Anh em nào mà chưa biết cách đeo thì anh em mua kính về, anh em ra hiệu thuốc, anh em cho nó 10.000 là nó đeo cho anh em. Đấy, anh em nhé, anh em cứ alo trực tiếp 0948 03 7979. Đấy, anh liên hệ với anh Thắng này, anh Thắng bịp. Đấy, chuyên anh Thắng bịp này là chuyên quản lý cái phần bài lá bịp, anh Thắng bịp này. Đấy, anh em gọi anh Thắng bịp sẽ tiếp cho anh em nhá. Đấy, chuyên xỉ lẻ cho anh em này, tất cả các dụng cụ. Thì anh em nào có nhu cầu anh em qua hai cơ sở khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Đấy, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông. Đấy, gặp trực tiếp anh Thắng bịp anh nhá. Rồi, cảm ơn anh em.